Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video ngày hôm nay, Ba Giây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn giải cứu công dân trước ma trận tín dụng đen. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, hoạt động tín dụng đen biến tướng với mọi hình thức cũng như là khuyến mãi rồi hoa hồng quy động vốn để mà đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao đang là bủa vây công nhân lao động. Rời xa quê hương đến một cái khu công nghiệp lớn để mà làm việc, cuộc sống thì phải chịu chi tiêu tiền thuê nhà, điện nước rồi nuôi con, khiến cho đời sống công nhân chưa bao giờ là dễ dàng hơn cả. Đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến giảm cái giờ làm, rồi thu nhập thấp, đã khiến cho người lao động muốn bám trụ thì phải tiêu hết nguồn tiền tích lũy. Dưới mức lương công nhân hàng tháng chưa đến 8 triệu đồng, nhiều gia đình công nhân phải là chi tiêu là căng cơ lắm mới đủ để mà chi trả sinh hoạt cho gia đình, hoặc là học tập cho các con. Chỉ một cái biến cố cũng như là con ốm hay là gia đình ở quê có việc cũng khiến không ít người lao động phải đi vay nóng ở bên ngoài với lãi suất rất là cao. Một cái khoản vay 10 triệu đồng nếu mà không kịp trả thì sau một cái thời gian thì có thể là tăng lên gấp đôi, gấp ba. Chẳng hạn với cái mức lãi là 5.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày. Nghe thì ít như là nhân lên tới 30 ngày là 12 tháng thì một năm thì lãi suất có thể là lên đến là 200%. Chưa kể nếu mà không thanh toán kịp thì lãi sẽ nhập gốc rồi sau đó tiếp tục là tính gộp. Mặc dù lãi suất cắt cổ nhưng mà với cái chiêu bài thủ tục vay vốn vô cùng đơn giản đó thì các cái đối tượng cho vay nặng lãi đó đã đánh trúng vào cái tâm lý cần tiền của công nhân, rơi vào cái bẫy tín dụng đen. Vì thế mà dễ dàng bủa vây cho nên khiến cuộc sống của họ đã khó lại còn trở nên là bi đát gấp bội. Trong bối cảnh tốc độ phục vụ của công nhân lao động thì luôn chậm hơn một nhịp so với phục hồi kinh tế xã hội. Các cái gói hỗ trợ vay vốn ưu đãi đối với công nhân lao động đó thì sẽ như nắng hạn gặp mưa rào, giúp cho họ giảm bớt gánh nặng, có thêm động lực rồi vượt qua mọi khó khăn, thoát khỏi sự rình rập của tín dụng đen. Tín dụng đen bủa vây khủng bố công nhân lao động và doanh nghiệp. Bị ảnh hưởng sau dịch Covid-19 thì cái giá cả nó leo thang cho nên khiến nhu cầu vay vốn của công nhân ở hầu hết các cái khu công nghiệp đã tăng lên cho nên dễ vào rơi vào cái bẫy của tín dụng đen. Nhiều người lao động vay vốn trên mạng xã hội lâm vào cái cảnh bị lừa, tiền mất tật mang, thậm chí là công nhân đi vay nặng lãi đó. Nhưng mà lãnh đạo rồi cán bộ công đoàn ở trong công ty rồi bị đe dọa và hỗ trợ đòi nợ, nếu không thì sẽ bị khủng bố đe dọa cả ngày lẫn đêm. Biến tướng ngày càng tinh vi. Những cái thông tin quảng cáo cho vay kinh doanh, tiêu dùng lãi suất thấp, thủ tục đơn giản rồi giải ngân trong ngày. Ai cần liên hệ hay là hỗ trợ vay nhanh, lãi suất thấp, không cần chứng minh bảng lương. Không chỉ dán nhan nhản, tại khắp các cái bờ tường, cột điện, cửa hàng tiện ích trong khu công nghiệp. Mà lại còn len lỏi ở tất cả các cái diễn đàn mạng xã hội. Những cái lời mời chào hấp dẫn xuất hiện với cái tần suất lớn, khiến cho người lao động rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Cần tiền gấp đã dễ dàng dính bẫy tín dụng đen. Hồi cuối năm 2021, khi mà cái số tiền tích lũy ít ỏi đã tiêu hết trong một cái thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cũng là cái lúc chị T tìm được việc tại một cái công ty may ở Đồng Nai. Những tưởng công việc ổn định sẽ giúp cho cuộc sống của chị dơi bớt lo toan, nhưng mà bố của chị ở quê bị ốm, bạn bè rồi người thân ai cũng khó khăn vì dịch bệnh cho nên là không thể hỗ trợ. Chị T phải đành tìm đến vay tiền theo lời mời trên mạng xã hội. T
Từ cái khoản tiền vay ban đầu là 10 triệu đồng, chỉ sau nửa năm thì đã nhanh chóng tăng gấp đôi, khiến cho chị Tây là hoảng hốt. Nếu mà chậm trễ trả một ngày đó, thì cái phía bên cho vay liên tục gọi điện đe dọa, thậm chí là gán ghép hình ảnh của chị với cái nội dung là sai sự thật trên các cái trang mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, khiến cho chị Tê hết sức là lo sợ. Chị Trần Thị Toan, cán bộ công đoàn cơ sở của một công ty ở Bình Phước đã chia sẻ, tín dụng đen là thật sự là đang bủa vây công nhân. Cái thời gian vừa qua rất nhiều công nhân gặp khó khăn về tài chính, nhưng mà lại rất khó tiếp cận với cái khoản vay từ phía ngân hàng, cho nên tìm đến tín dụng đen. Lý giải nguyên nhân tại sao một số công nhân lại không lựa chọn vay ngân hàng mà lại tìm đến tín dụng đen, anh Nguyễn Trung Hiếu, công nhân một cái công ty may ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã chia sẻ. Dù một số ngân hàng có cho vay với lãi suất thấp, hợp lý, nhưng mà lại yêu cầu có thời gian làm việc tại công ty là khá lâu, khoảng từ 2-3 năm. Do đó, đối với công nhân mà mới đến làm việc, đang cần một cái khoản tiền để mà ổn định cuộc sống thì sẽ khó tiếp cận về vay ngân hàng và dễ sập bẫy tín dụng đen. Các cái nhóm cho vay tín dụng đen, cho vay vốn thường có thủ tục rất là đơn giản, ban đầu quảng cáo lãi thấp, nhưng mà khi đã vay một cái thời gian càng dài đó thì cái số tiền nợ sẽ tăng gấp nhiều lần do lãi cắt cổ, anh Hiếu cho biết. Thực trạng tín dụng đen luôn là len lỏi bủa vây đời sống của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và ngày càng hoạt động sôi nổi khi sau dịch Covid-19. Nhu cầu vay vốn để sớm ổn định cuộc sống nâng cao, người lao động càng dễ bị dính bẫy. Thực trạng này thì còn trở nên nhức nhối khi nó trực tiếp đến người lao động, mà còn thêm các cái chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn ăn không ngon lại ngủ không yên. Theo phản ánh của các doanh nghiệp thì trong hơn 2 năm qua, dùng nhanh các cái dấu hiệu hình thành ở các tỉnh thành, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cái công ty thì tổ chức tín dụng cho vay cá nhân thông qua app, hoặc là chỉ cần một cái cú nhấp chuột với nhiều thông tin quảng cáo rất là hấp dẫn, lợi dụng cái sự nhẹ dạ thiếu hiểu biết của người lao động, bị họ dụ dỗ lôi kéo để mà cho vay. Không chỉ ngành thủy sản mà gần như hầu hết ở các cái khu là công nghiệp tập trung đông công nhân đều là nơi các cái tổ chức tín dụng đen với cái tên là công ty hỗ trợ tài chính rồi tìm đến công nhân rồi lừa họ cho vay nặng lãi. Ông Ngọ Duy Diễu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận định hoạt động tín dụng đen đang biến tướng với mọi hình thức, cũng như là khuyến mại qua hồng, huy động vốn để mà đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao. Do đó, những cái hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, trong đó có công nhân lao động. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cầu cứu. Cái tình trạng tín dụng đen đòi nợ càng diễn ra ở nhiều khu công nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các cái đối tượng liên quan tới tín dụng đen còn có cái thủ đoạn là bôi nhọ, xúc phạm đời tư, rồi đe dọa cán bộ công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp, nhằm gây sức ép để mà đòi nợ công nhân lao động. Ngoài công nhân vay tiền là nạn nhân thì các cái cán bộ công đoàn, quản lý công ty cũng trở thành là nạn nhân gián tiếp khi mà liên tục bị các cái đối tượng này đe dọa khủng bố tinh thần. Hòng đòi nợ bằng cái cách là đăng họ tên rồi số điện thoại rồi hình ảnh người vay, là kèm theo tên các cái cán bộ công đoàn, quản lý công ty với những cái hình ảnh bị cắt ghép cũng như là bị đụng xe rồi đám tang rồi khắc tên lên bia mộ. Chị Trần Thị Toan đã chia sẻ cái thời gian vừa qua rất là khổ sở khi mà cái nạn tín dụng đen là cán bộ công đoàn thì chị thường xuyên bị cái nhóm cho vay đèn nặng lãi đe dọa bôi nhọ danh dự do công nhân của công ty dướng vào tín dụng đen. Chiều ngày 13 tháng 7, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu sống một cái người đàn ông nhảy cầu Đồng Nai để mà tự tử. Vào khoảng gần 12 giờ ngày 13 tháng 7, anh NQV, 35 tuổi, quê ở Quảng Trị,
trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Anh đi xe máy đến cái khu vực cầu Đồng Nai. Sau một hồi đứng trên cầu thì anh NQV bỏ lại xe máy rồi bất ngờ nhảy xuống sông với cái ý định là tự tử. Cũng cái thời điểm này thì ông Lê Văn Dũng, 64 tuổi, ngụ tại phường thành phố Biên Hòa, đang ở dưới cái chân cầu cho nên phát hiện liền hô hoán, đồng thời là lao ra để mà cứu người. Nghe cái tiếng hô hoán thì tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường thủy đang làm nhiệm vụ trên ở cái sông Đồng Nai, thiếu tá Nguyễn Ngọc Bảo làm tổ trưởng liền phối hợp để mà cứu đưa anh V vào bờ an toàn. Sau khi được đưa vào bờ thì anh V được lực lượng chức năng động viên trấn an tinh thần. Anh V cho biết nguyên nhân anh nhảy cầu tự tử là do dây nợ tín dụng đen, mỗi ngày phải trả là hơn 2 triệu đồng. Hiện tại là anh đã mất khả năng chi trả cho nên nghĩ đến cái ý định tự tử. Ở tại Hải Phòng, mới ngay hồi đầu tháng 8 này, thì hàng chục cán bộ nhân sự của công ty ở một cái khu công nghiệp đã kêu cứu đến cơ quan chức năng vì nhiều tháng nay bị khủng bố bởi công nhân dây tín dụng đen của các cái đối tượng xã hội đen. Đầu tiên thì các đối tượng gọi đến yêu cầu là các cái cán bộ nhân sự là phải bảo công nhân phải trả tiền dây, rồi sau đó chửi bới khủng bố điện thoại, đe dọa đến nhà người thân, thậm chí là còn có cả cán bộ bị ghép ảnh kèm số điện thoại rồi đưa vào các cái trang mạng nói là lừa đảo hoặc là rao các chị là gái, khiến cho nhiều người khủng hoảng tinh thần. Thời gian gần đây, văn phòng Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng là liên tục nhận được phản ánh về cái việc lãnh đạo của doanh nghiệp bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ một cái cách trắng trợn, công khai qua điện thoại, tin nhắn mạng xã hội từ các cá nhân không quen biết, được cho là từ các cái tổ chức tín dụng đen hay tiêu dùng cá nhân, ảnh hưởng nặng nề và tiêu cực đến các doanh nghiệp, tâm lý lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là trật tự xã hội. Nhiều người lao động của các doanh nghiệp mắc bẫy tín dụng đen, sau đó mới rơi vào nợ nần hoặc là chậm trả là cái nguồn cơn để số tiền của các cá nhân gây áp lực đòi nợ, đe dọa tới lãnh đạo các doanh nghiệp nơi người lao động làm việc bằng những cái lời nói và cái cách thức quấy nhiễu để mà đe dọa, xúc phạm, kém văn minh nhất khi mà cái bản thân lãnh đạo doanh nghiệp không hề biết và không liên quan tới cái giao dịch dân sự hay là dây tiền. Công ty đã phải gửi công văn cầu cứu đến Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an. Trước tình trạng tín dụng đen gây mất trật tự xã hội các cái khu công nghiệp trong 2 tháng trở lại đây, cơ quan công an các cái địa phương liên tiếp bắt giữ các cái đối tượng cho vay nặng lãi, đặc biệt là các cái đối tượng cho vay nặng lãi lãi suất rất là cao, từ 182 đến 365% trên một năm, tương đương là 0,5 đến 1% trên một ngày. Mặc dù đây là cái mức lãi suất cắt cổ, nhưng mà người lao động vẫn phải là chấp nhận vay nóng, thậm chí là không có tiền trả nợ nhanh để có thể là thoát ra khỏi cái dòng dây của tín dụng đen, đã cho thấy đời sống của người công nhân còn rất nhiều khó khăn. Để giải cứu người lao động trước sự bủa vây của tín dụng đen của các khu công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải là kịp thời triển khai các gói vay ưu đãi tiêu dùng cho công nhân lao động với cái mức lãi suất thấp. Đây là một cái điều mà đông đảo công nhân lao động rất là mong chờ và cũng là giải pháp cần thiết để mà hỗ trợ cho công nhân lao động trong giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội. Và trong những cái video tiếp theo thì Ba Giai sẽ chia sẻ tiếp về phần 2 ngân hàng chung tay giải bài toán an cư lạc nghiệp cho công nhân. Và bây giờ Ba Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.